thì mỗi ngày cân túi, nhưng bây giờ 5 ngày, 7 ngày không hết nửa cân túi. 5 ngày, 7 ngày không dùng hết một cân túi ni lông hẳn sẽ là chuyện vui với môi trường. Nhưng không, bởi lượng túi ni lông giảm chẳng phải do đã được thay thế bởi một loại túi nào khác, mà đơn giản là vì lượng khách, tóm lại là trước thì 10, bây giờ chỉ có 3 thôi. Từ sáng đến trưa không mở hàng. Em bảo có hôm từ sáng đến trưa chúng tôi không mở hàng, cả cái dãy này không ai mở hàng. Bán được ít thì túi ni lông ấy, tất nhiên là nó ít rồi. Bán ít thì dùng ít túi, nhưng một lẽ đương nhiên. Còn lượng túi phải dùng cho mỗi lượt mua thì không có giảm, thậm chí còn tăng. Đấy, 2-3 túi đây này em này. Bây giờ cái túi nhỏ nhỏ như này cũng phải 2 túi. Tí này túi to ở ngoài. Một khách là 2 cái túi. Dù 3 lạng cá 2 cái túi, và 1 lạng cá bọn chị cũng vẫn là 2 cái túi. Cái túi ni lông nó rẻ hơn tất cả. Mua coi như là 3-4-5 cân chẳng hạn. Mình bán hết thì mình lại mua. Cửa hàng tạp hóa, túi ni lông đủ loại kích cỡ luôn sẵn sàng. Đương nhiên, giá thành thì không thể đắt. Đẹp nhất là mấy giá có 37-38 thì một cân thôi. Thế là giá bán lẻ, còn bán buôn thì không đến. Cứ một cân của nó như mấy trăm cái cơ mà. Một cân của nó, cái túi bé của nó hàng nghìn cái. Một túi loại 5 cân nó khoảng 500 cái cơ mà, một cân cơ mà. Bán được ít áp, về chợ đang ế, không bán được nhiều. Bình thường thì 30-40 cân một ngày. Thế thôi. 30-40 cân túi ni lông được bán ra mỗi ngày. Số lượng mà người bán cho rằng đã giảm đi nhiều, chẳng những vì chợ dạo này ế hơn mà còn bởi bây giờ bán chữ giảm rút đi, không có tăng được vì bây giờ quá nhiều người bán, quá nhiều người bán. Thành cái dãy này hàng bao nhiêu nhà bán mà một mình nhà mình đâu. Bây giờ nó đi bán dòng khắp các chỗ thì nó đem đến tận nơi nó ra, làm sao mình bán ở đây mà bán được nhiều. Và cuối cùng, dù người bán túi kêu lượng bán ít đi, người buôn hàng bảo dùng túi ít hơn, thì giữa tấp nập người mua kẻ bán tại chợ, túi ni lông vẫn là thứ không thể thiếu ở mọi quầy hàng, ở tay xách người mua hay trên xe người đi chợ. Em đi chợ thì em hay dùng túi ni lông thôi, em không mang gì theo cả. Tiện đấy chị, bây giờ nó rẻ, ở chủ quán có sẵn rồi.